Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật các thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ Được cập nhật từ ngày thứ 2 cho đến ngày thứ 6 là từ ngày 15 cho tới ngày 19 của tháng 4 Các thông tin sẽ được đề cập Đầu tiên là việc chuẩn bị cho đợt phát thư hiện phỏng vấn tháng 6 Thông tin thứ hai Lãnh sự quán thông báo tăng tỷ giá quy đổi đóng tiền phí cho lãnh sự quán tại Việt Nam. Thông tin thứ ba, tiếp tục cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn lại, bổ sung giấy xanh R2A và diện k 1 hôn phu hôn thê để nhiều cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi. Và thông tin thứ tư là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng xem. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin di chú đầu tiên là việc chuẩn bị cho đợt phát thể hiện phỏng vấn tháng 6. Như vài tuần vừa qua khi bản lịch của tháng 5 năm 2024 được công bố bản lịch visa, thì ở các diện ép chúng ta thấy đều đã được tăng lịch visa lên rất mạnh. Bản lịch này còn gọi là bản lịch phỏng vấn. Thì dự kiến là sau từ ngày 1 tháng 5 khi mà bản lệnh visa của tháng 5 này bắt đầu đưa vào áp dụng thì sẽ có rất nhiều hồ sơ được nhận thư hẹn phỏng vấn khi mà các hồ sơ này đáo hạn. Ngày phỏng vấn của lãnh sự quán sắp xếp sẽ là vào trong tháng 6 năm 2024. Vì vậy thì để chuẩn bị tốt cho buổi hẹn phỏng vấn, cô chú và các anh chị chúng ta ngay từ bây giờ nên bắt đầu kiểm tra lại hồ sơ giấy tờ để có nhiều thời gian chúng ta chuẩn bị tốt. Và nếu như có sai sót gì trên giấy tờ thì chúng ta kịp thời chỉnh sửa hoặc là hết hạn thì chúng ta có thời gian để làm lại giấy tờ mới. Nếu cô chú và các anh chị cần dịch vụ đồng hành cùng mình để hỗ trợ hồ sơ giấy tờ trước ngày đi phỏng vấn, thì cô chú và các anh chị có thể liên hệ với dịch vụ của Điệp để được đồng hành để kiểm tra lại hồ sơ giấy tờ. Hiện nay thì Điệp đã có nhận rất nhiều hồ sơ để hỗ trợ. Thông tin di trú thứ hai là lãnh sự quán Mỹ thông báo tăng tỷ giá quy đổi đóng tiền phí cho lãnh sự quán từ đô la Mỹ sang Việt Nam đồng. Trên website của lãnh sự quán cũng đã có đưa ra thông báo thay đổi tỷ giá quy đổi. Mức giá cũ là trước đây chúng ta đóng là 1 đô la thì tương đương với 25.000 Việt Nam đồng, còn mức giá mới hiện nay là 1 đô la tăng lên 26.000 Việt Nam đồng. Thời gian gần đây thì đô la Mỹ ở ngoài thị trường chúng ta đã thấy tăng lên rất cao. Và mức phí này của lãnh sự quán áp dụng bắt đầu từ ngày 10 tháng 4, có nghĩa là họ đã bắt đầu áp dụng vào rồi. Với mức tỷ giá mới này thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc đóng phí của các hồ sơ thường gặp như đối với diện cao một hôn phu hôn thê thì chúng ta đóng tại Việt Nam, thì hiện nay cái mức giá là 265 đô la cho mỗi một hồ sơ một người thì quy đổi ra thì là đóng 6 triệu 890 ngàn mức giá cũ thì chỉ có 6 triệu 625 ngàn thôi có nghĩa là mỗi một người tăng lên khoảng gần 200 ngàn đối với visa diện B1 B2 du lịch thăm thân nhân và công tác Mức phí bắt buộc đóng cho lãnh sự quán là 185 đô la Mỹ một người, là hiện nay giá quy đổi ra Việt Nam đồng là 4.810.000 ở mức giá cũ thì là 4.625.000 có nghĩa là mỗi một người, mỗi một cái hồ sơ thì tăng lên thêm hơn gần 200.000 đồng. Thông tin về di chú thứ hai là cập nhật lịch đặt hiện phỏng vấn lại bổ sung giấy Sanera 2A và diện cao 1 hôn phu hôn thề. Lịch hẹn còn trống hiện nay trên hệ thống thì chỉ còn chỗ vào nửa cuối của tháng 5 thôi. Gần đây thì lãnh sự quán họ đã khóa bớt chỗ trong tháng 5. Đây là lịch hẹn dành cho các hồ sơ từng bỏ lỡ ngày hẹn phỏng vấn chính thức hoặc là không đem đầy đủ giấy tờ vào ngày hẹn phỏng vấn. Cho nên thì lãnh sự quán họ tạo điều kiện cho chúng ta đặt lại ngày hẹn phỏng vấn mới. Đối với lịch phỏng vấn dành cho diện cao 1 hôn phu hôn thê, thì hiện nay trên hệ thống thì lịch hẹn dành cho tháng 5 thì cũng đã kín hết chỗ hẹn Cho nên là các hồ sơ diện ca 1 hiện nay trên hệ thống không còn chỗ hẹn nào trống hết Thì theo thói quen mở lịch của lãnh sự quán thì có thể cuối tháng 4 này sẽ có đợt mở lịch mới dành cho diện ca 1 Ở lịch bổ sung giấy xanh R2A Trên hệ thống thì hiện nay chỉ còn 2 ngày hẹn dành cho tháng 4 và hai ngày này thì còn rất ít chỗ hẹn đây là lịch dành cho các hồ sơ đa số là theo diện vợ chồng vào gặp lãnh sự quán để bổ sung thêm bằng chứng mối quan hệ sau ngày hẹn phỏng vấn chính thức và lãnh sự quán họ chưa tin tưởng là mối quan hệ này là thật. Và thông thường thì lịch hẹn này chỉ dành vào buổi chiều. Hiện nay bên điệp có hỗ trợ dịch vụ cho cô chú và các anh chị sau khi chúng ta nhận được thư hiện phỏng vấn là tư vấn các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn và cách sắp xếp hồ sơ giấy tờ theo đúng quy định của lãnh sự quán và kiểm tra lại các hồ sơ giấy tờ mà chúng ta cần phải nộp lên hệ thống CAAC với trung tâm visa đã đầy đủ hay chưa, theo đúng như yêu cầu của lãnh sự quán. Và đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa dành cho cô chú và các anh chị trước buổi hẹn phỏng vấn. Nếu như cô chú và các anh chị cần dịch vụ hỗ trợ thì chúng ta có thể liên hệ với điệp thông qua email này hoặc nhắn tin vào số Zalo này, Điệp sẽ hỗ trợ cho cô chú và các anh chị. Thông tin tiếp theo để muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác. Theo trung tâm visa NVC đã cập nhật, bản thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn chống các loại visa không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán theo thông tin mới nhất được Trung tâm Visa NVC cập nhật, tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, diện Visa B1, B2 du lịch và công tác, thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn trống hiện nay rất ít, chỉ có 2 ngày là có ngày hẹn. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên và các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ cũng rất là ngắn, chỉ có 3 ngày là chúng ta có buổi hẹn phỏng vấn. Còn trái ngược với lịch của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, thì tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, visa diện B1, B2 du lịch và công tác, thời gian chờ hiện nay khá lâu để có buổi hẹn phỏng vấn trống. Hiện nay là 27 ngày. Visa diện du học hoặc là cho đổi sinh viên, thời gian chờ cũng lâu, hiện nay là 26 ngày. Còn các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ hiện nay là 20 ngày. Thì cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Đẹp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị